Về cái quan có hai thì nó khác cái phần dẫn động thôi, nó có phần là sức bóc vỏ cơ bản thì nó như vậy. Là tôi sẽ đi ngay một nội dung tôi sẽ video một chút. Ba hai chúng ta qua cái tay thì quan trọng nhất của các em này, nó sẽ không trục cảm, chúng ta kéo đây chuyển sang cái trục vàng của bên này, hai bên thân thể quay phía trong của cái này sẽ có hai bên thân hết cái tay như này, và cái phần mà móc xích của chúng ta xích cả móc chúng ta cũng giữ ở đây, thế là chiều quá trình cái chiều quay chúng ta khi kéo lên thì cái điểm này
có mấy cái phương pháp để chúng ta có thể đi treo được. Ở đây chúng ta có chia một số cái nội dung mà liên quan cũng là của chúng ta. Đầu tiên là khi mà chúng ta phải tra xích và dây treo, chỉ treo được. Thì chúng ta có cái bảng kiểm tra và hướng dẫn kiểm tra tiêu chuẩn để loại bỏ. Để xích này, mắt xích cuối. Thì cuối cùng mà chúng ta lắp được cái móc mỏ, chúng ta phải sử dụng mắt xích cuối cùng. Và chúng ta mòn 5% trên cái đường kính của cái đường kính của làm ra cái móc cái phần xích, mắt xích. Ví dụ của nó là phi 10 mà các anh đo bằng thước đo giảm 5 mặt cái đầu bên dưới để chúng ta thấy. Bình thường từng loại xích thì có một cái xích tròn rất tròn, giả sử đây là cái móc xích này, cái khuyên nó thế này, chúng ta sẽ đặt vào đây mòn thì cái độ há này nó sẽ há rộng hơn, người ta nó chọc tất cả cái nó, hoặc có những cái lá đó. Cái lá thép đúng bằng A1, A2, A4, A5 cái lúc qua giữa cũng phải rất kiểm tra. Như ở trong cái trường hợp ý thì nó kiểu thế này, bác sĩ của anh này thì cái phần dưới của chúng ta này, phần này là nó móc mỏ, cái độ mỏ này mỏ cây ta này giá trị của nó là mỏ giảm 5%. Khi mà cái dưới của chúng ta mà thử đấy, đặt cái dưới vào đây không? Đặt chủ trang trong dưới, khe hở cho bao nhiêu mà dưới kiểm tra cũng đặt. Cái đó kiểm tra nhanh, và tất cả các giảm. Thứ hai là độ sẵn dài, đúng không ạ? Từ 10 đến 20 mắt xích. Và độ sẵn dài là trên 3%, là anh phải thay. Thay phần xích không, xích tải, không phải thay cả cái bao. Chúng ta ví dụ một mắt xích, 10 mắt xích của chúng ta dài 1 mét, được không? Mà bây giờ nó trong cái hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất nó sẽ có cái chiều dài xích ban đầu. Bây giờ nó thành 1m13 hay 1m14, 1.3 cm thành thay. Các biến dạng thì là thay cả. Các cuối gì về năm. Và đây cái một cái bắt xoắn này các anh lưu ý này. Nửa vòng. Thế là cái xích của các anh là cái giải như cái tôi có thể thú ý đẹp để hoàn trong đẹp tiền không? Chúng ta cảm cái đoạn xích dài của chúng ta. Bây giờ nó xoắn lại như thế này. Các bạn lên đây. 4 mét của anh là một nửa vòng. Thì anh chia lại một vòng thì nó sẽ là bao nhiêu? Thì anh sẽ xem cái băng xoắn của nó theo cái chiều thẳng của chiếc. Đánh dấu cái mặt xích theo một cái má cạnh. Từ trên xuống dưới. Treo lên đặt cho tôi quả trọng. Thì biết ngay từ đây. Thì chúng ta phải bằng tốt nhất là khi đặt treo tạm. Chúng ta không phải treo tạm quá. Để cho đảm bảo tất cả mọi thứ. Kể là phương pháp. Còn đây là thử. Thì xích của chúng ta khi lắp vào hay khi sử dụng chúng ta thử xích không như thế nào ấy. Thế này là thử xích không và lắp lên thôi. Với cái loại mà quy cho phép của anh cái là tải trọng làm việc an toàn là nhỏ 200 tấn thì cái thử xích phải là gấp đôi. Giả sử đây của anh là đi xích làm việc của anh là tải làm việc là 10 tấn thì khi thử nó phải là 20 tấn. Thứ hai là khi tải lớn hơn 25 tấn thì cái tải thử của chúng ta còn 1,22 lần cái tải của an toàn. Nghĩa là giả sử nếu mà nó là 25 tấn thì phải là 1,22 x 25 tấn 26 tấn thì cái 30 tấn cho 30 tấn chứ thì nó sẽ là 1,22 x 30 tấn cộng với 20 tấn tiếp. Và cho anh bạn này nó sẽ khoảng tức là 30 x 30 là khoảng 37 36,6 cộng với 20 là có là 56,6. Đây là chúng ta thử cái xích không nhé.
sau khi thử cái sự không ý thì các anh mới lắp vào cái bàn lại. Nếu mà chúng ta phải thay sức treo hài cũng như sức treo hài nghĩa trong trường hợp chúng ta không dùng cáp thì chúng ta dùng sức sức của cái tổ. Một cái nữa là chúng ta là kiểm tra cái dây cáp treo hài sự tự nhiên như là dạng cái dây 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 bạc của chúng ta cái tải lực. Nó cũng thử như đối với cái bản chính của mình. Nghĩa là cái chân bản của chúng ta họ ghi ở trên cái đấy là khi mua về họ ghi là 3 tấn hay 5 tấn của anh là sẽ 3 mét hay sẽ 5 mét hay sẽ 2 mét. Để anh còn khi làm việc thì anh phải thử theo giá trị này. Đúng không? Nhưng mà thông thường là của chúng ta nhỏ hơn cái 25 tấn. Cho vậy khi mà tải của chúng ta bằng cái dây bản tự nhiên thì chúng ta phải được tốt hơn trong một tấn thì chúng ta phải thử hai lần. Một cái nữa là được kiểm tra treo bằng sợi dây lại nó cũng tương tự hoặc các bước kiểm tra của chúng ta anh có thể mô tả như thế này. Riêng với các bộ cho họ sẽ thép thì nó có giá trị đây. Những giá trị này là phải thay thế số sợi dây của họ. Tức là xoắn này, mòn này, giảm được tuyến. Cái này chúng ta không nhớ được cái chân của trong một cái vai. Nếu khi nào chúng ta cần thiết chúng ta bỏ áo chắc ra thì cũng nhớ như thế này. Thay thì chúng ta dây cáp vân vân. Ở trong cái này nó sẽ có một nội dung về cái kiểm tra dây cáp chung kể cả cho ba lăng khi kể cả ba lăng là chúng ta cắt móc hàng nó sẽ có tiêu chuẩn chung. Nhưng có bốn cái tiêu chí này chúng ta lưu ý về mặt tổng thể số sợi đất mà anh quan sát được dạng đường kính sự gãy đất bao cát ăn mòn của những mặt nhau bốn nội dung còn vào đâu thì chúng ta sẽ kính chắc tương tự như cái ma lý của chúng ta cũng vậy. Ma lý của các anh có nội dung này cách thử nó vẫn tương tự với cách thử về rồi đúng không? Nên khi thử chúng ta dùng luôn cả ma lý luôn. Từ trước ấy, chúng ma lý chúng ta thử một lần cho cái đối tượng của chúng ta làm. P bằng 2 lần F, P nhân 2 lần đó là xếp tìm. Web và loạt, xong lại chúng ta nó ở đây nó có cái phần cao bò này, 5% này. Ở đây nó có một cái quy định là riêng cái ma lý thì mòn bất kỳ vị trí nào vì bản thân và chất phải là cả treo trên đúng không? Cả lỗ chỗ nhau một cái ma lý chúng ta sản xuất chung nó sẽ có một cái bảng danh mục các thông số kích thước về hết được này tải bao nhiêu và chúng ta sẽ lựa chọn đó và chúng ta sẽ kiểm tra lại theo bảng chỉ dẫn ban đầu để chúng ta có thể một cái là móc treo. Móc treo này khó cho chúng ta kiểm tra, thử thì chúng ta cũng thử chưa nhiều lần. Tại sao các anh về đây cũng nói là lắm vô cái mà cái quan gọi là đều chúng ta có cái hay là một cái mức không tốt. Tức là chúng ta thử cái treo này là thử đúng này nếu không đúng bản chất thì sẽ sửa được. Chứ móc này, hoặc anh thay móc này thôi. Còn cái độ mòn này này, độ mòn của cái này chúng ta sẽ kiểm tra thế nào? Còn bao nhiêu phần trăm ở trong này? Ở trong này có một cái phương pháp chúng ta không dùng thức cảm để anh đo được cái khoảng đấy đâu. Đúng không? Cái mốc mỏ bắt đầu anh bao giờ nó có cảm nó là cái vùng nguyên tắc nhất định cái mốc mỏ. Sau đấy những phần loe là chúng ta
Thế khi thử là chúng ta theo nguyên bản những ban đầu của cái mốc mỏ này trong